một một em hủ rượu. Rồi tao nói lại tiếp. Quay hả? Hello Moto. Hello, Hưng xin chào cả nhà nha. Hôm nay nhà Hưng có công việc nên hả không có làm được video để hả chia sẻ tới cả nhà cùng xem. Nay Hưng tiếp tục đi thăm mấy cái lợp gắn của Hưng bữa đặt rồi cả nhà ơi. Để coi nay chắc cũng phải từng lễ rồi Hưng mới đi thăm lại. Đây, đồ của Hưng đây cả nhà. Tu lứ, chân quay. Chuột. Đây. Có chừng 10 em, mười mấy em chuột rồi cả nhà ơi. Cái lúa. Rồi. Bỏ đồ vô thôi. Mời Hưng mời cả nhà theo chân Hưng đi trải nghiệm thăm lập gắn coi nó có dính, bữa nay Hưng có dính những gì không nha cả nhà ơi. Tiếp tới cái đầu tiên tiếp. Ây da. Không thấy gì ta. Để Hưng qua bên đây coi. Lô y y dính rồi, dính rồi, dính rồi cả nhà ơi. Một một em hủ rượu. Rồi tao nói lại tiếp. Quay hả? Hello Moto. Lượm được một em. Em này, em này tầm 6 lạng, 6 lạng, 7 lạng. Ý, quá ngon, quá ngon. Vô kèo. Cái đầu tiên ấy lụm lúa là ngon lành rồi nha. Đây. Ừ, quá đã. Đi. Cưa vậy. Đi. Thôi, giờ để Hưng gác lên chân quay rồi Hưng bắt nó ra cho cả nhà xem nha. Hello. Hello. Bánh mì ơi, bánh mì. Táp kinh khủng. Táp ghê quá cả nhà ơi. Coi táp ghê quá. Để trồng bao vô cho nó chắc kèo. Táp như chỗ táp á. Giờ nó đây thì còn táp đâu mày. Táp. Đây. Mày táp nó đi. Một em. Em đầu tiên. Quá đã. Quắn nữa. Đây. Con. Ủa, ủa cưng, con dê chó. Nó có con dê chó cả nhà. Quá sướng. Em này tầm hả
6 lạng, 7 lạng cả nhà ơi. Gắn này là gắn hũ ngựa, gắn sục dưa, có tên gọi gắn gồng nữa. Gắn này gắn không có độc nha cả nhà. Quá sướng rồi. Ngon ngon ngon, hù nó quắn tay Hận nè. Con này nó táp còn hơn chó táp. Gắn nó gắn được nha cả nhà ơi. Táp kinh lắm. Thôi, cho vào túi thôi. Vô mày. Em này mà Hận cầm chút xíu nữa, Hận giỡn chơi với nó hả, chút nó giả chết đó. Tiếu lắm cả nhà. Xỉu đi. Thôi giờ hả, Hận tranh thủ rồi, cũng chưa cả nhà ơi. Tại Hận đặt hả vòng vòng nhà của người ta nên hả đi hâm chưa chưa chứ hả không dám đi hâm sớm. Đi hâm sớm hả sợ người ta biết á. Rồi giờ mời cả nhà tiếp theo cái tiếp theo luôn nha. Thôi tới cái tiếp luôn cả nhà ơi. Mới lội xuống xíu rồi xong mà đú gì chờ sao vậy. Đi đây này, kìa nó kìa. Bữa Hận đặt bên đây nè mà kiến quá nên Hận dời nó qua đây. Rồi con chuột ngấm cù teo rồi cả nhà. Hết lúa. Lúa quá. Thôi giờ đây hả Hận vô chuột cái này rồi đặt lại mình đi tiếp luôn nha. Thôi tới cái tiếp luôn. Cái này kỳ dính con hổ vện khủng à. Đi dính. Dính con gì à, giống em bánh mì nữa cả nhà ơi. Nó nữa rồi. Yeah. Hello bánh mì. Lại một em bánh mì nữa. Em bánh mì nhỏ nữa cả nhà ơi. Em bánh mì này nhỏ xíu xíu luôn rồi. Em bánh mì này nhỏ xíu rồi. Cút vô mày. Cút vô ta sẽ hãm mày đi. Ghê thiệt. Thôi dính em bánh mì nhỏ cả nhà ơi. Để đi táp kinh nè. Để Hận háo nó ra rồi Hận thả nó nha. Sắp ra rồi cả nhà ơi. Còn xíu cũng chịu ra nữa ông nội. Hả? Ra. Đi. Đi đừng quay lại nha. Mốt lớn quay lại tao bắt tiếp. Thôi giờ để Hận vô chuột cái này rồi đặt lại hả mình đi tiếp luôn nha. Đấy, cái cuối cùng ở điểm này luôn cả nhà. Hello Moto. Ôi heo vậy chuột chết queo. Đi chuột còn sống luôn, cho nó bịt lúa. Ây da. Hey, hello mô tô em. Rồi, kết thúc điểm này được một em. Hận mời cả nhà đi tới điểm tiếp theo luôn nha. Rồi, tới cái tiếp luôn. Kế bên. Rồi. Cái bẫy đâu? Sao còn vô bao không vậy?
Ừ, cái bẫy bị ủi mút đằng kia luôn cả nhà. Này chó nó phá rồi. Mấy con cẩu tặc này. Ây da, phá thiệt chứ. Rồi cái bẫy banh chành luôn cả nhà, hư luôn rồi. Buồn hiểu luôn. Rồi, hiểu số phận. Rồi, còn dưới đây một cái nữa. Banh hết một cái nữa rồi. Ý, hên quá. Cái này còn nguyên vẹn. Ý, thấy cái đầu con chuột kìa. Lấy nó ra luôn. Chứ để đây vài bữa nữa. Mấy con cẩu tặc nó lại xử nữa. Đây nó ra, tìm chỗ đặt luôn nha cả nhà ơi. Rồi, đây, cái đầu tiên. Điểm mới luôn cả nhà ơi. Đuối quá đuối rồi. Ê, ôi sao cái bẫy nó nghiêng dữ vậy ta. Bữa Hưng đặt này nè, ổ kiến vàng luôn. Cắn chết rồi. Ê, như dính. Hình như dính. Ý à. Ý. Em hư cái nó. Mà ra. Ý, một em bánh mì nữa. Ý, kinh vậy. Nói con chuột ra cả nhà. Ý, gớm quá. Cái này à, mọi người đang ăn cơm né nó ra nha. Kinh dị quá. Quay qua đây đi. Em này hả, 7 lạng, 8 lạng đó nha. Chà bá luôn. Đã thiệt đã. Rồi thôi. Để Hưng để lên máy lên chân quay cái Hưng bắt nó ra luôn nha. Táp vô tay Hưng. Mày cắn. Găng nó găng ngược à. Nó cắn mà. Wow. Quá đã. Thêm một em hổ ngựa nữa nha cả nhà ơi. Gắn này gắn không độc nha. Ồ. Đẩy cái chúng tài Hưng rồi. Mày hả mày? Cho mày vô bao. Em này bự hơn em trước nhiều. Em này tầm hả 7 lạng 8 lạng cả nhà. Quá sướng. Vô. Đó. Em ngon lành cành đào.
tiếp thôi. Thôi giờ Hưng cột bao lại cái vô chuột cái mình đi tí cái tiếp theo luôn nha. Tiếp tới cái cuối cùng luôn cả nhà. Nắng quá nắng luôn. Ấy da, nghe nó cũng cỏ hết cho con mắt. Thế cái tên này. Hello Moto. Có gì không? Đi, em chuột còn ngon lành. Cho nó bịch lúa. Quá đã. Để Hưng kiếm chỗ mát. Kiếm chỗ mát nữa. Cắm kết hình quả. Được hai em hú ngựa cả nhà. Quá nắng rồi. Để Hưng vô chỗ mát cái Hưng quay hình quả của Hưng cho cả nhà xem nha. Rồi. Đuối quá đuối cả nhà. Đây. Được hai em. Mày nè. Táp đâu nè. Rồi nó táp Hưng nè. Dính dấu luôn. Được hai em hổ ngựa nha cả nhà ơi. 10 cái mà bị chó tặc nó dứt hết cái, còn 9 cái được hai em. Hai em này cỡ tầm ký tư ký gữ cả nhà, vừa đủ có mồi nhậu. Rồi 7 thì giờ Hận hâm cũng đã hết rồi. Cả nhà cho Hận kết thúc video tại đây nha. Cả nhà xem video ấy hay thì cho Hận một like với một đăng ký để Hận có động lực làm những video mới, chia sẻ tới cả nhà cùng xem hả, cùng vui với Hận trải nghiệm những đi hâm lờ, hâm bẫy hay đi câu cá này kia các kiểu nha cả nhà. Thôi chào cả nhà.